Sao nhập ngũ 2023 quy tụ dàn sao đỉnh. Sao nhập ngũ 2023 có sự tham gia của siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Thiên Ân, rapper Mai Âm Nhạc, streamer Linh Ngọc Đàm, cùng các diễn viên Nhã Phương, Diễm My 9X, Thùy Anh và Trang Hí. Chương trình Sao nhập ngũ 2023 chính thức ra mắt công chúng với dàn nghệ sĩ gồm siêu mẫu Võ Hoàng Yến, Hoa hậu Thiên Ân, rapper Mai Âm Nhạc, streamer Linh Ngọc Đàm, cùng các diễn viên Nhã Phương, Diễm My 9X, Thùy Anh và Trang Hí. Trong buổi họp báo giới thiệu về chương trình diễn ra ngày 4 tháng 1, ông Lê Anh Ngọc, phó giám đốc nội dung của công ty Viettel Media, đại diện nhà sản xuất, cho biết Sao nhập ngũ 2023 sẽ là cột mốc đánh dấu sự thay đổi, chuyển mình mạnh mẽ của chương trình thực tế này. Một trong những vấn đề chúng tôi nhận ra sau 12 mùa phát sóng Sao nhập ngũ là chương trình đã bắt đầu có những dấu hiệu của sự lặp lại, những sự quen thuộc và dễ đoán về diễn biến. Đó là lý do với Sao nhập ngũ mùa 2023, chúng tôi đã xây dựng một kịch bản hoàn toàn mới lạ. Trong Sao nhập ngũ 2023, không chỉ các nhân vật trải nghiệm mà ngay cả các chiến sĩ tham gia huấn luyện cũng sẽ không khỏi bất ngờ với những cú twist được sắp xếp trải dài trong suốt chương trình, ông Ngọc cho biết. Chia sẻ thêm về format mới, ông Lương Hải Khoa, tổng đạo diễn chương trình, nhấn mạnh sẽ còn rất nhiều những điều đặc biệt trong Sao nhập ngũ 2023. Nơi mà các chiến sĩ, nghệ sĩ tham gia không chỉ dừng lại ở sự trải nghiệm môi trường quân ngũ mà sẽ còn phải trải qua một khóa huấn luyện đặc biệt để chọn ra những người phù hợp nhất tham gia vào một trận đánh chuyên nghiệp mà không phải ai cũng có cơ hội được trải qua. Cũng theo tổng đạo diễn, ekip Sao nhập ngũ 2023 đã trải qua nhiều thách thức và chấp nhận sự đánh đổi khi quyết định làm mới một format vốn đã định vị trong lòng khán giả từ bấy lâu. Tập 1 của Sao nhập ngũ 2023 sẽ chính thức lên sóng vào ngày 6 tháng 1 với các khung giờ 17:15 trên kênh Quốc phòng Việt Nam, 21:30 trên kênh HTV7.